xúc hai cây luôn rồi. Trời ơi trời. Ê được đã không? Đó 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 đó. Ui nè. Ôi trời nó giật kìa. Giật kìa. Đó. Trời ơi. Hết xếp cái đồng mỏ rồi. Ngon. Quá trời luôn. Vợ Vũ đang cháy mồi tỏi bên trong chuẩn bị làm thịt con rắn này nè. Trắng nhưng mà không có thì chơi luôn, các bạn ăn cơm luôn, tự nấu cái này. Cái này là Vũ tự nấu nghe cô chú anh chị, mình tự nấu, mình tự xử, mình tự ăn luôn. Vũ xin chào cô chú anh chị nha. Thì Vũ đang bơi xuồng đi thăm mấy cái loài cá của mình. Chết, bỏ cái xuồng bơi cái nó lủi luôn. Ở đây cái số câu nè, nguyên bỏ câu chà bá luôn, cắm mà điểm hôm không dính con nào hết trơn. Ôi cái lời một bọt, một lời cái sặc luôn đó nha. Gì đây? Ô. Mấy con à. Không có kết quả gì nha. Để coi chuyến này sao. Thăm cứ này rồi bỏ cũng lâu à. Rồi vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Ôi nó quậy kìa. Đó đó đó, giật giật nè. Khui nè. Ôi trời nó giật kìa. Giật kìa, đó. Trời ơi. Hoài hoài. Này cái hang lương gì ta? Chẳng lẽ đặt ở trong chỗ cái bọng đó, chạy mới giữ nữa. Chỗ đó người ta đi ngang qua lại á, ta không để ý. Ủa người ta để ý ta lấy à. Quá trời luôn rồi. 1, 2, 3, 4 cá lóc. Đây nè. Không, đổ ra cái một luôn. Đã của chú anh chị ơi. Nó không dính thôi, nó dính kiểu này đây, phê lắm nè. Cái lời này không gần 2kg luôn. Ây. Chưa ra nó. Ừ quá đã rồi cô chú anh chị. Cái lời không quýnh à trời. 4 cá lóc, 1 con cá chê chà bá luôn, nó đen xì lì quá đã nha. Cái lời ở trong cái mé bưng sậy này nè, chưa khi nào mà dính được con gì chứ. Rồi lần trước Vũ mới giờ qua bên kia rồi, giờ qua miệt bên đó rồi kìa. Chỗ này cũng vô địch lúng luôn á. À, bước lên mấy cái cây đốn ngã ngã nè. Bước chịch một cái là tới số. Có đó. Không có đường qua luôn. Chết rồi chết rồi. Có bắt cái cây dưới đây mà con. Vô vô. Ê, trọng đít. Trọng đít rồi.
con gì khổng lồ không đây. 1 2 3, hui, quá khứ một cái dày rồi. Nhìn tính đâu giận giận, tính đâu cái con cá, ô con gắn ghi cá không à, cái dày nè. Trời ơi, whip rồi muốn chết luôn nhỏ rồi, quá trời cá luôn, bắt mấy ngóc ra mới được. Bắt ốc bắt cá ra bớt chứ cá nhiều quá là nó không có vô cái lời mình được. Vũ cho mấy con nó ngủ, mấy con sống. Cô chú anh chị biết chi không, cho có gắn ghi cá mẹ nó vô, hôm nay thì bắt biết bao nhiêu gắn ghi cá con ở đây rồi. Lời rất là lý tưởng luôn, không có đường đi luôn mà. Giờ lên coi cái vậy ơi, thấy đây cái nằm đây luôn. Còn ê, ê, ê. Cái vậy vô lâu dữ, con này dài lắm rồi nha, đã chưa. Trời ơi, chui xuống chắp cái là rồi luôn á, quá đã. Quá đã ăn cá dày luôn. Cho vô xô này mình đổ miếng nước cho nó sống, rồi mình về mình đi bán liền luôn. Cá lóc đâu nè, vô đây cái nữa. Cái khuôn này ở trong đó cá còn nhiều lắm, mà sợ nó không có ra ngoài mấy bìa này nè. Mấy bìa này người ta đánh bắt nhiều quá. Một bầy cá sặc nữa rồi rung kinh cái lợn kìa. Có cá chết thì ta. Cá gồ. Hết biết cá gồ. Gồ này được chừng 3 con thôi. 3 cái gồ này là ăn tới luôn. Đúng là cái gô lung thiệt chứ, nó bự mà nó đen nè trời. Được 3 cái gô này thôi là kho tổ ăn tới nắp luôn. Hy vọng hôm nay sẽ được 3 con về kho ăn cái chỗ đã. Quá đã. Mấy cá sặc này Vũ cho nó ngủ vài con. Ngồi cho nó ngủ mấy cá bự nè. Đây con cái nữa đây. Con gì, con gì, con gì, giống như con chăn khủng vậy trời. Quăng 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 cái đó. Ê, dữ thiệt, cái này dữ thiệt kìa. Cái lờ mấy bên đó Vũ thấy nó nhịp kìa, cái góc đó kìa. Mà dở cái lờ này trước nè, hai góc hai bên vô đặt hai cái lỡ mé đó nó nhịp kìa trời. Quải chè đậu ngóc bu vàng. Cái này không chạy nha. Lờ này không nhịp chân ta. Còn là cái gì không à, mấy chuyến trước dính ngon lắm mà chuyến này. Cái lờ này nãy Vũ thấy đứng bên kia thấy nó rung kinh nè, không biết cái gì nè. Đó, không có lờ kìa. Ôi trời, không chạy ta. Được mấy ngóc bu đen nhỏ nhỏ không à, con này bự. Mốc đen, ốc bu vàng. Lấm mốc bu vàng ra, dò cái hôm lại coi. Kỳ vậy ta.
chuyến này thôi, chuyến sau Vũ rút cái chỗ đó nghe cô chú anh chị, chỗ ba cái anh cụm. Ôi trời có nè cô chú anh chị nhìn nè, nhìn cái đùi Vũ nè, thấy không, nó đỏ mặn 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 mà đỏ về 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 luôn á. Rồi Vũ dạch tới đó rồi, không có dạch thêm được nha. Dạch thêm là lụm mà. Rồi nè, trời ơi trời, nó đỏ cổ quần luôn. Thôi chuyến sau lấy cây gì đó máng rồi chạy vô khác, đi thăm hai lần chỗ đó rồi đó, tuột quần thả luôn. Cái gì đây trời, ui một bầy luôn rồi, cái dày không, cái nãy cái này không có cái chai á, Vũ cho mấy cái miếng bèo này vô là cho nó nổi cái lời mình lên. Ba con cá dày chà bá nện luôn. Cái lời nè, mấy cái lời mà thứ mà lời cá sặc á, Vũ đặt nó vô con mấy con cọ hoài hả, đặt mà cái lời mắc cạn là vô con mấy con cọ hoài hả. Mà còn cái lời này cái hôm mới túm hổm, Vũ đặt vô được hai con. Cô chú anh chị vô chữ Vũ này kia ôi tùm lum hết trơn, nhưng mà thôi kệ, nó vô thì Vũ bắt thôi chứ biết sao giờ. Con cá dày này nha, bữa nay đựng con cò lép nhỏ, cái lời bằng sắt á, thả luôn, sẵn gần tới gầm rồi thả đi. Đây con này là con cá dày, bữa nay 13 rồi, cũng không nên bắt mấy con cò đó làm cái gì, thả luôn. Có con nhỏ, con bự là bắt luôn nha. Nó chơi rồi chứ bữa nay dính cò vô cũng bỏ luôn chứ. Mình đặt lời chứ bắt cá thôi, tại con cò nó vô, nó ngu nó vô. Có cái chai này nè, cho vô. Tại mấy lời này qua xí cua, có dính thì chim vô lấy cái kia về. Tại lội qua lội lại nè, nó cũng khó khăn lắm. Nước sâu quá trời. Trời ơi, bu đen. Mai mốt Vũ đặt lỡ bu đen này quay cho cô chú anh chị xem, nó dính bể ức luôn, chìm lờ rồi nè. Ôi nè, nó bu lại cái lờ nó ăn. Ồ, con cá chê, con cá chê với ốc lát, bên đây ốc lát dữ thiệt. Xong. Giật cái lời đã. Còn một chì trắng nha. Trời trời, nó sâu nè, không có lên được luôn á. Có mấy cái chàm ta bỏ dưới mương chút lên. Chì trắng cũng được. Đi. Cái lờ này có cái cây, cái miệng ghim. Đã chưa? Bữa nào vô đây làm chuyến câu cá chơi ha. Trong đây là bể ức luôn nè. Thấy như nó có nhịp nhẹp nữa nha. Hello anh bạn. Hai con cua. Dữ thiệt. Nhịp mà cái sặc nhịp chứ không phải là cá lóc nha. Đặt cái này vô dời sát mé nó mới được. Ừ.
mắc thiệt à. Hay chà, tưởng đâu dính cá khủng nó chìm. Hay quá. Hay thiệt chứ. Cái lời này Vũ nhìn còn không thấy, làm sao mà nó thấy được. Mọi người đã ốc bu ngon. Ê, có con ginh gì nè nha. Đỏ đỏ đỏ, vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Đỏ đỏ. Ôi, con. Tụi nó khủng hoảng rồi. Cái gì ăn con, một với con cua. Cua càng kình. Hết sức. Này mà ngày mà bắt được chừng 5 kg cua này ha. Thấy cũng ngon. Cua càng kình vô thì ít, nó ít kẹp cái lời hơn. Con cua cái kẹp mới dữ. Ừ. Con này mới chạch luôn. Mới vô luôn. Bắt men cá sặc mình đi bỏ qua làm mồi chơi. Trời, cái lời sao lật nghi ngọc ngửa rồi. Có con gì không hả lật? Một đống cá sặc luôn rồi quá. Quá trời, quá đắt rồi. Ôi, đặt con mé mà cái lợn nó trôi ra ngoài luôn. Con gì đây? Vô đặt sát. Cái mé này nó hẩm tuốt ở trong nè. Hẩm miệt ở trong á. Nhắc lợn vô ngon lắm. Đường cá đi mà. Có con gì không đây? Ê, ê. Giật, giật, giật nha. Đó, 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 nó giật kìa. Cái lợn nó nhịp kìa, nó nổi lên nhịp kìa. Kìa. Mày nhịp không mày? Vô nha. Đã chưa? Một cặp cá dày với một con cá chê khủng. Đã của chú anh chị ơi. Vô mánh cặp cá dày nè, quá ngon. Đấy. Ây da, dắt cắn ngứa. Trời trời, cái lợn nó rung rinh. Đó 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 đó. Cái lợn nó giật kìa. Ê. Giật đã không? Đó 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 đó. Quá đã rồi. Cái lợn này. Ba con cá lóc. Nhớt không có lời luôn nè. Cái lời gắt là vũ giá nè, thấy vậy đó. Lọn sà ngầu vậy đó chứ lợi hại lắm ạ. Giá cũng cùng cái loại chỉ này nha, cái hôm á cùng loại chỉ, còn cái mình này mình giá bằng cái gì cũng được á, với chì cột lại cũng được, mà còn cái hôm này phải giá bằng chỉ mịn để cho nó gần giống như là cái hôm mình vậy đó. Cứ lẹo đại vậy chứ biết đường đâu mà giá biết năm nào mới xong. Nói chung là đi thăm ngày nào lời cũng bị gách chứ. Bắt con nhỏ trước nè. Ê. Kìa con bự nhất. Kìa. Con này chà bá luôn. Ngon quá. Hôm nay đầy sâu này được rồi, 4 kg mấy.
lóc không thì ngon. Lóc bán có tiền hơn. Cá chê ghẻ ghẻ ghề. Chê Vũ để làm khô. Hổm thì Vũ có ghi hình đoạn mà Vũ làm khô lên cho cô chú anh chị xem đó. Khô cá chê ăn nó ngon hơn. Ngon hơn khô cá lóc. Mà ngược lại thì nó con cá chê bán nó rẻ tiền hơn cá lóc. Nó ngộ gì đó. Cá chê làm khô ăn béo hơn. Lời của Vũ ai lôi ra vậy trời? Có người thăm hay sao ta? Hay là vô cá? Một là vô cá, hai là có người lôi ra. Nè. Giấy chờ vô cá đi. Có vô cá hay sao nha? Vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Hai con cá dày, chà bá luôn. Nè. Tưởng có người thăm ai vậy, vô cá dày nha. Cặp luôn. Tổ chẳng. Đó đó. Đây, hết sức. Quá đã. Mới vô, mới vô. Rồi. Hên quá. Tới con cá sặc mà nó cũng bự nữa nè. Vô. Có gách không? Có gách không mà sao không chạy cá sặc nào hết đây. Bữa nay vô mánh nữa. Mưa là chạy, mưa là chạy. Đã thiệt. Nãy giờ Vũ cố tình đi quằn trong lùm bụi đồ đi kiếm mấy cái tổ ong nghệ. Về mình đi săn cá rô mề. Mà nãy giờ không thấy. Còn là cái gì đâu không. Cái mương này thì của thằng em ở xóm. Nhà Vũ, nhà của nó hứng đó đó. Ở đây thì đặt thì quay lên cho cô chú anh chị xem thoải mái. Bên kia có cái mương nữa. Hồi qua bên kia đặt luôn á. Mấy mương này cái dày không à. Bu vàng lụm luôn. Có cái loài chuột cắn nè. Cắn gít đen đen hết trơn. Nè, lỗ chà bá luôn. Cái này có gắn ra luôn chứ. Tại vô sữa lên cái. Lờ này hôm nay không biết có gắt không nữa. Nghiêng lờ rồi. Con gì đây? Rồi không có con gì hết trơn nha. Toàn là cái gì không à. Dở người ta. Thôi không may lấy đi cái đi. Đây Vũ có cái lờ nữa. Mấy cái bông này là bông rau mát. Nhìn rất là đẹp luôn. Cái lờ này biết chắc là gách rồi. Cái đường này chạy hết. Có dấu ướt nè. Có dấu ướt lờ luôn. Con gì đây? Đó. Cái gì? Chù chà. Lờ gách 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 cũng lợi hại nha.
Khoan để đi. Đây nguyên cái vườn rau mát tới chảnh luôn mà. Thay vô. Bữa nay quất cây mưa nữa là trúng nữa. Chỗ này có cái đống xả này nguy trang lý tưởng luôn. Không còn gì bằng. Chủ cho cô chú anh chị xem nè. Nè. Ây da, mũi cắn. Gách một cái lỗ nè. Còn do. Ui. Hồi nãy giờ tính nó bu vàng. Nhưng mà không phải bu vàng nha. Nè. Bu đen không. Bu đen với ốc lát. Có một con bu vàng nè. Còn như bu đen không trời. Vô rồi, nãy giờ tính nó bu vàng. Đừng con cá lóc nữa, quá đã luôn. Rồi để đây đi, chú đặt thêm cái này nữa. Niêm vô. Lợi tuốt đây đặt một cái. Là hôm nay là giá lại đàng hoàng hết rồi. Đây rong không à. Lò này hơi chấm đó. Mưa chắc, trời này mưa chắc. Đường nào không mưa hết. Chỗ kia chấm quá, giờ lại đây. Cái lò này á, nó ngộ lắm. Mình đặt ở trong bịch nó không có dính đâu. Càng cỏ càng không dính luôn á. Đặt mà trống trống cỏ đuôi thưa thì nó chạy. Nó không phải như cái lời tre. Mấy cái lời tre, lời trúc á. Mấy cái góc này nè, bịch bịch gì nè, ém vô nó chạy kinh lắm. Lúc đó vô đặt lời tre không à. Bây giờ mới chuyển sang lời lưới mà nó gách ghét chịu không nổi. Từ từ chắc cũng chuyển lời tre quá. Lời tre đi thì mình không có ship lại được thôi. Nhưng mà được cái là nó chạy lương mạnh lắm nha. Không có lóc nè. Hôm nay chắc thăm cái tới chiều luôn. Tại vì đi giá lờ á. Lờ gách. Đây nè, dây giá lờ của Vũ nè. Thôi, bây giờ bắt đầu là chiến. Cái này không mắc cái chai cho lục bình vô luôn nè. Đó. 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 Mấy con đây. Vô vô. Có lý rồi cô chú anh chị. Bỏ lục bình vô. Nghe cái lời nhưng mà cũng vô. Con này vô lâu dữ rồi. Vô rồi. Đang làm bậy mới cá. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Dữ quá vậy. Đây có cái chai đem theo nữa nè. Ê, có rung kinh rồi. Có dấu ướt luôn, trời trời trời, con gắn. Vô rồi. Gắn gì cá, kìa. Lỗi kìa. Gì mà tưởng cá. Gắn con. Ê, cá thiệt. Trời ơi. Ê, trời trời. Gì đây. Trời ơi. Hai con kia cá. Hai con kia cá, một con cá chê. Một con cá dây luôn nè. Chết rồi, mưa tới luôn kìa. Hai con cá luôn cô chú anh chị, quá đã luôn. Đi hệt nhau luôn trời. Ê. Tao không làm gì mày nghe mày. Cái dây nè. Con này vô lâu rồi nha. Nhỏ hả, không bự. Con cá chê mình, cá chê chà bá nện luôn kìa. Trời ơi. Tạnh mưa đi ông ơi, đi thăm cái cho khỏe người nữa. Mưa đi thăm cực lắm. Cái xô đựng nhái của Vũ nè. Đem theo đựng con gì được đựng.
có gắn đựng luôn. Đã rồi chú anh chị ơi nè, gắn này hai con này em cỡ luôn trời. Ở đây thế nào chú nói thế nào chú cũng bắt được gắn mẹ nó à, không có chạy đường nào được luôn. Dính chỗ này đây chú chị nhìn nè, hai con một cỡ một luôn. Con này nhỉnh hơn chút, chắc còn được con cái quá. Đem về nuôi, hôm nay Vũ bắt nhiều đó. Đó, cái đồ điện nhái đi cắm câu cho vô quắn lên gì cái là xong, đơn giản. Cái chê để lâu dữ lắm rồi, cái chê này ban đầu đã vô khúc à. Nè nè, trời 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 trời, lấy bèo dằn lên là bữa nay sao nó chóc lên hết trơn à, có còn gì quậy hay gì đây. Ê ê ui 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 trời bá luôn, vô một khúc rồi, có con cua nữa, hai con ốc bu đen, ba con ốc bu đen luôn. Đã đã không có chú anh chị, lờ mà để lâu lâu thăm đã thiệt trời ơi. Cái lỗ cái này thì gắn ra được chứ, mà con cua con cá ra không được nè. Tới nữa, mưa tới nữa. Rồi con này vô biết ở đâu rồi. Ê. Wow. Ốc bu đen với ốc lát không nè nha, chứ không phải ốc bu vàng đâu. Quê Vũ mấy con ốc này nhiều lắm, vô lung bào á. Rồi, để Vũ xử lý con cua, giá cái lỗ lưới này lại. Biết hôm nay thế nào cách lờ, nước giật thế nào, chạy cua cũng mạnh. Ê, trọng đích rồi. Giữ rồi, giữ rồi. Cái lờ nó giật cái kìa. Cái lờ mà trọng đích lên gì là thấy phê nhất rồi nè. Dưới bung cây. 1, 2, 3. Ủa, gì đây? Ba con cá lóc. Ủa, hai con cá lóc con cá dày. Trời ơi, vô lâu dữ. Cá mà cái đầu mà nó như thế này nè, là đem ra ta bán, bán cho người ta, ta ép giá dữ lắm. Nè, đầu chạy hết trơn. Cái gì nha, quá đã. Cá lóc luôn, sắp đầy cái xô luôn rồi, 3 kg hơn rồi đó cô chú anh chị ơi. Xô này có Vũ hả, 4 kg mấy 5 kg là cái này nhỏ nhỏ gì đó chứ lợi hại lắm nha. Hôm nay chắc chàng chàng luôn ngoài luôn. Cái này Vũ không phải đi đem theo đựng cá đâu, nhưng mà thấy có cá lóc nhiều nè, mình bỏ vô. Bữa nào Vũ đem cái túi lưới theo mới được. Quá trời luôn trời. Chạy ghê thiệt. Rồi đầy luôn rồi. Cứng ngắc luôn rồi còn gì nữa. Ui. Trời ơi trời, con gì vậy trời. Ông nội mẹ ơi, con cò. Chết con rồi, hai con luôn. Trời ơi. Nó vô cho nó giữ kìa. Đó. Một con cò đỏ. Chứ hai con cò đỏ luôn. Chết hơn con rồi kìa.
Trời ơi, làn nước ơi. Bữa nay dính toàn hàng động không mà trời. Đọt tay vô nó mẫu á. Chỗ này còn sao đây? Tết nào gắn rồi cò nữa. Trời trời. Lần đầu tiên luôn. Đây, các anh em cần thủ, có ai mà lần đầu tiên mà đặt lời vô cò gì chưa? Anh em lời thủ chứ. Đó nè, hai con luôn. Chèm nhẹp hết trơn luôn rồi cô chú anh chị ơi. Mưa quá lớn đi. Không thấy gì nha. Gì đây? Ui trời ơi, con rắn. Gì cá, gì cá con. Cái luồng này Vũ nó thế nào Vũ cũng lụm được con rắn gì cá mẹ. Nhưng mà không biết khi nào. Gì cá con, nó vô nó ăn cá nè. Cái bụng nó chăn ban luôn nè. Tán rắn gì cá mẹ chừng 3kg đã. Tiền không. Con nhỏ nhỏ này đem về nuôi luôn. Hôm nay Vũ cũng được mấy con rồi. Làm cái mùng, bữa nào ra mua cái mùng nuôi nó. Người ta có bán mà chợ cái mùng nhỏ nhỏ sẵn. Đặt lời chắc còn dính hoài mà. Khu này lung bào không. Ê ê, trời trời trời, nó cũng kinh. Đừng kinh thường nha, cạn cạn thấy vậy đó. Trời ơi, cái máy nó bị dính rồi. Trời ơi, cái gì? Ui, không thể tưởng tượng được. Một bầy cá chê luôn. Cái máy nó bị dính nước rồi. Một bầy cá chê luôn cô chú anh chị ơi. Khẩm cái lợi này rồi. Ê, có con cá lóc kìa. Nè, cá lát chết rồi. Trời ơi, cá lát chập bá luôn, chết veo rồi. Ngon chưa? Cá lóc chập bá luôn. Đừng khinh thường mấy cái lợ này. Còn 4 cá chê nữa nè, thấy không? Cạn queo mà nó chảy ghê thiệt. Vô một khúc rồi. Cái lợ này Vũ có làm cái miệng đổ ra luôn, cắt luôn. Để thọt thọt tay vô bắt lâu quá. Đó, xuống hết trơn thấy không? Còn con này bị kẹt ở đây rồi. Trời ơi, cái lời này cái ấm hỉnh luôn. Đây nè, dây cột lời của Vũ nè, chứ không phải dây giá nha. Giá cái chịu hết nổi nha. Nó rách tùm lum hết trơn, cái lời này thấy vậy đó. Chứ giờ là phải thế nào cũng rách một hai lỗ à. Cá vô nhiều quá cũng rách, mà cua vô nhiều quá cũng rách luôn. Có bù vàng. Quýnh cái lời này cái hơn 1 ký luôn nha. Nó cá nhóc ở trơn nó ăn đi em. Gắn kìa. Trời ơi, cái bụng nó thì lế luôn. Nhìn mấy gắn cá con đã thiệt. Đây, ngay mấy kèm bát nè. Trời 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 trời. Con quay giặt gì trong cái lờ rồi. Trời trời trời, cạn queo luôn rồi trời. Cái đường nước cá lóc ra bắp vô nè. Có người ta luôn kìa trời. Mà bữa nay nó cạn quá chắc tôi về luôn nha. Trời ơi trời, cá chê ông hội ơi. Nguyên một bầy nữa hay rồi. Trời ơi, con cá rô nè. Cô chú anh chị ơi, nó đã. Không dám lên tiếng luôn, để vô tắt máy đi xa cái được. Nó đã rồi nè cô chú anh chị ơi.
vô một khúc rồi, con cá gô nè. Ây da, da. Ây da, tội gô nó dậy. Tội gô, cá gô nó đen. Cái này mà vô đây, vô lung này ngồi giật cá gô chắc đã lắm á. Tội gô nó đen mà nó mập rồi nè, như con heo vậy trời. Chẳng tư cá đẹp. Chết, có món ngon. Vô một khúc rồi, trời ơi. Cá lóc này, cá lóc này nó bị rẻ rồi, nó bị cá chê hay bị cá gô gì kẹp rồi nè, nẹt rồi nè, đã chưa? Nó đã, đây, cái lời này chắc nước nó không cạn là nó sẽ dính nhiều hơn rồi. Ơi chết con rồi. Chết con cá chê nè. Cá L1. Cá L này đủ vốn luôn. Bà, trời. Hòa gì không? Trời ơi. Đây nè, con cá lóc này vô lâu dữ rồi. Luồng lời này hai đêm rồi. Sao mà chết hết con này ổn ghê trời nè. Cá chê nó bự. Bữa này trúng rồi. Vô một khúc luôn. Trời trời, lời còn nhiều lắm nha cô chú anh chị, chưa gì trơn mà. Một khoang rồi. Cỡ gần 3 kg rồi đó. Gần 3 kg chứ không ít đâu nha. Rồi, vô đi tiếp đây. Đi hồi nãy giờ chưa được cái dày nữa chân trời. Mà bữa qua bên khu này thăm là cái dày dữ lắm à. Đây cái lợi có nghiêng nghiêng nè. Cái lợi có trọng đít này nha. Đó đó giật giật kìa. Trời ơi. Thôi. Cá sặc nó làm giật. Cái lời này hôm nay chắc trời ơi, cạn queo luôn rồi. Ôi trời, con rắn nữa rồi. Chà bá luôn, hịnh luôn. Còn sống không? Trời ơi, lần đầu tiên rắn nước nó bự nè. Còn sống luôn. Quỷ thần ơi. Trời trời. Lần đầu tiên có vũ luôn con rắn nước này nó bự. Kìa. Nó hổng nè. Ủa. Chú chị nghĩ sao rắn nước này? Nó bự kinh rồi trời. Gạo ơi. Con này mà hầm một cái thì một khúc luôn. Con này chắc độ chắc trên nửa ký rồi. Để vô bắt nó ra cái, nó dính kẹt cái đầu rồi kìa. Cái lỗ bay lớn mà nó chẹt không được hết trời. Vũ có làm lợp á, Vũ làm lợp lứ lỗ 8 ly à. Cái lỗ này là 1 phân 2 à. 8 ly à, cho mấy con này khỏi lột. Kẹt đầu. Chứ anh chị coi rắn nước mà nó bự nè. Chẳng tư. Con này thì không dám buông cái đầu ra luôn, nó táp dữ lắm táp nha. Con này trên nửa ký, nặng chịu chịu à. Trời ơi. Da nó giống da gắn hổ ha. Đây da mà sáng nè. Móc xì à. Con này mà hầm đu đủ một cái thì tới luôn. Không còn gì để chê luôn. Con rắn á, con rắn thì vỗ bắt ra được rồi nè. Mà bây giờ cái khó khăn của vỗ nhất là hôm nay không có đem theo túi lưới. Để vỗ đi về dài vỗ coi có cái túi lưới mít của ai mà gách gách không. Vỗ đựng đỡ. Trời trời, vô rắn này quá đã rồi. Rồi. Ngon rồi cô chú anh chị ơi. Chết cha, túi lưới gách nữa. Để coi còn xài được không. Được được. Còn ngon nha. Này ta giục nè, gách ta giục nè, vô lụm nha. Ba cái hột mít gì không. Vô rồi, vô rồi.
buồn ngủ gặp chim anh. Cái lung sen này tầm khoảng 10 công đất. Lung sen này đặt lời cá là ok luôn. Cá lóc chắc chê dữ dằn lắm ạ. Nhưng mà đặt là chắc không tới mình thăm đâu. Vũ thấy bọt cá sặc rồi kìa. Thường là có bọt cá sặc là nó sẽ không có dính được cá bự. Đông nhóc. Trời ơi. Hai con cua. Được hai con cua. Cái này cũng ngon lắm. Ủa, ở đây, lộn. Lộn chỗ. Ây da, gãy cây cho nó lúng. Cái lời có cá chết rồi. Ê trời, con cá dày cái gì. Trời ơi. Con cá dày chập há luôn. Nè. Mương này cá dày dữ thiệt chứ. Con cua nữa kìa. Trời ơi, nó gấp gì mà không ra được nè trời. Gách lỗ cho bá luôn mà nó ra không được. Cua kẹp ơi. Hôm nay cua Vũ bắt hết nha. Giờ Vũ nó kêu bắt cua về nấu canh. Hôm nay bỏ không. Cái dày dở ghê không. Lúc này mùa nước lên á, cái dày ở đâu nhiều quá trời. Cua Vũ cho vô cái túi này hết. Cua này càng kình. Hết hồn cua càng kình luôn. Hôm nay kiếm chừng chục con cua này về nấu canh đây. Cái loại này bị gắt rồi, giữ giá lại luôn nha. Sao không thấy nhúng nhích đồng tỉnh gì cho người ta. Khui nè, rồi xúc cái cây luôn. Trời ơi, cái loại không có con gì luôn trời. Có gắt không? Chà. Là mà không chạy con nào là nghi lắm nha. Gách đâu rồi. Đây vô con cái nè. Cái chỗ này không đặt thấy nguyên bầy cá dày á. Trời ơi. Mới thăm có mấy cái mà hy sinh cái rồi trời. Ta mới bằng cỏ nè. Thôi nói chung là mắc này nha. Ngay trên cái mương rau mát này. Nó mới thấy bầy cá dày. Bông rau mát của nó nè. Cái bông này đẹp ghê không. Cảnh đẹp mà. Mà cái chỗ đặt lời không đẹp chút nào hết. Dưới đây có cái lời nữa nè. Ê, cung kinh cây chuối rồi. Trời ơi, cá sặc không nổi rồi. Ê. Vô rồi. Ôi kìa, cái lợi nó giật kìa. Đó. Khui nè, trời ơi. Cá chê không? Quái chứ. Chị trắng không cô chú anh chị ơi. Ơi con còn chị vàng nè. Trời ơi vô lâu dữ lắm à. 4 con cá luôn. 4 cá chê. Trời ơi. Phê. Sướng này. Chị vàng đâu rồi. Đây nè. Ây da, trời. Cá chê nó quậy hơn cá lóc. Cá lóc vô là quậy dữ lắm. Con này chê vàng này nha. Nói với cá dày á, ít quậy lắm.
Còn cá lóc vô lờ là nó quậy thôi thôi đi. Cung kinh cái lờ, nhìn sướng lắm. Chị trắng này, có cá chị trắng gì nướng cho ông ăn. Chị trắng thì ở đây đầy nhưng mà con này bự nhất rồi. Đó, con này có mấy trăm gram á. Ôi trời trời ơi, nắm kỹ kỹ cái con này à, Vũ cũng ngán lắm nha. Con này bữa nay là chà bá luôn rồi, con này bự nhất luôn rồi nè, bự nhất bây giờ nha. Hồi nữa Vũ không biết sao. Đây con chê nhỏ nữa nè. Đây, trời ơi, con cá này. Cá này vô hồi đời nào rồi. Thả mày luôn đi, nhỏ quá. Không xin em đó. Cho nó bự lên. Ê, trời ơi, rồi vô. Lợi tới mà thấy cái lợi cung kinh là phái rồi. Không cần biết cá nhỏ cá bự. Đó, đó, đó. Ê, Vũ thấy cá lóc rồi nha. Còi lòi cái cây ra ngoài luôn rồi kìa. Ây da. Trời ơi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Cô chú anh chị thấy chưa? Vũ thấy được con cá lóc, con cá chê rồi. Khui nè. Đó. Ê, một cặp cá chê, một con cá lóc. Hổm giờ Vũ thăm không có cái nào mà chạy được 5-7 con cá lóc hết trơn ha. Có 7-8 cá chê thì có vô rồi. Mà cá lóc ở đây hình như là nó còn hiếm hơn cá chê nữa. Có bên đồng nước bển á, cá lóc mới nhiều. Mà bên đồng nước cá nhỏ không à. Cỡ con này bên đồng nước là kiếm hơi khó đó nha. Bên đồng nước chủ yếu cá mini không à. Trời ơi, cũng banh cái mặt vậy. Con này vô lâu rồi nha. Trời ơi, rửa xịn cho nó mà nó làm cái gì đó. Hai cái chê đã chưa. Trời, làm lay gai gì hoài tới cuối cái luồng lời cũng ngon. Cái chê này. Ê. Rồi xong. Đã không? Đúng là cá lung thì nó đang khui thật lùi. Bây giờ được mấy con cua nè. Bữa nay nước ngập lên đây luôn trời. Cái lời nó vô đặt cái chân cái đường bọng nè. Ở đây nó có cái bọng chạy qua chạy lại á. Ê, hình như Vũ đó. Con gì trời. Ui. Sao em ghê trời. Ê. Có con cá dày. Có con cá dày. Đó. Trời ơi, một cặp cá dày luôn của chú anh chị ơi. Vô rồi. Vô rồi. Nó nằm im ghe không nội ơi.
cái giày vô lâu rồi cô chú anh chị, đợi hết trơn dễ hết nổi. Không biết phải cặp của nó không, cái giày bên đây đen thui rồi nha. Chi vàng, chi vàng cái này cũng bắt được à. Đây là loài nấm gì vậy trời? Nè. Nấm gì mà trắng thao đẹp quá ta? Không biết ăn được không? Con bậy cái giày, Vũ ngồi để Vũ gình hoài. Hình như là con cá nó vô cái lờ của Vũ rồi. Kìa, cái lờ Vũ nằm bên đó kìa. Bậy cái giày nó lạng nó hoài. Cái này chạy cái giày hoài luôn cái lờ này nè. Rồi đi dĩa luôn, có ăn cái giày trong đây rồi. Đi không phải cái giày, cá gì vậy trời, có lóc cái gì đấy trời, gỗ con sắt lát tà bá nệm luôn nè. Thác lát tổ bố. Bắt ra chuyện phóng xong luôn. Chờ phá luôn. Rồi, lên bờ vậy là ngon. Vì mà chủ tính con cái giày nha. Hay về con thác lát chờ phá. Cũng được đi. Là cái thế ngon. Đó. Lát cái này có giá lắm. Lát đồng. Làm cái lợn nó phình lên dưới cái ta. Cái mương này á. Loại bắt ốc bu đen hồi nhóc. Không thì đặt ở đây tán được mấy cái giày rồi nè. Rồi không hảo quá, thấy cái bọt cá sặc trong đây là không hảo quá trời, giặc quỷ thằng ơi là trời, cái lỗ của nè tan hát thì mấy con chuột này. Rồi tới bên đây lại là một cái luồng khác nữa, cái luồng này mắc hay ghê, hay ghê lắm. Nhưng mà còn lại mấy cái Vũ cũng đặt luôn chứ không có dời luôn nè. Ê, Vũ phát hiện ra có con cá chết nó nằm đó kìa. Một là có con cua, hai là có con cá lóc thôi. Cái lờ này là cây nha, ôi lờ bằng sắt nha. Rồi có con cua trời. Trời ơi có cá lóc luôn. Rồi có con cá gì chết luôn. Con mà mấy cái lời này nó gấp tan ben hết trơn rồi, sao đặt hoài nó không chịu mắc không biết, nó gấp tới mà Vũ không thèm lấy đồ mà Vũ giá luôn. Cái dây này Vũ cứ luồn đại không thèm giá luôn, vậy mà cũng dính được con cá lóc. Con cá gì nó chết gã thay dữ luôn trời. Có con cua nữa, mày chết mày à. Cái lờ này đặt để cố tình cho người ta lấy luôn đó. Mà người ta nhìn thấy cái lờ cùi quá. Con này vô lâu dữ vậy nha. Cái lờ cùi, cùi mía quá người ta không chịu lấy. Trời không chịu lấy mình đặt luôn. Đặt mình kiếm chiến thăm một cái lóc gì cũng được. Thì nó gách gách chứ cũng dính nha. Bay quá. Lần nào cũng bay qua đây hết.
Cái lờ này cái thế ngon ghê. Vũ bảo đảm với cô chú anh chị cái lờ này thế nào cũng chín con gì đó. Nó bự bự. Cứ neo hoài đi là thế nào cũng lụm. Coi chừng chiếc này lụm luôn không chừng nè. Xôi tim hay gì đây? Xôi tim. Trời ơi. Quý thần ơi. Quảng cáo cho cố vô cái lờ không dính luôn. Dở như hạch đi trời cái lờ. Ê ê ê ê ê. Mới thấy nó giật cái lờ cái nè. Rồi xúc cây. Xúc cây. Xúc hai cây luôn rồi. Trời ơi trời. Lụm hai cây. Làm quạng nè, có con tay một dở lên nó ra luôn nè. Thấy chưa? Đã chưa? Rồi. Con cá này cái đầu còn bóng lưỡng luôn. Con cá này vô bắt vô bỏ vô nè, bỏ vô cái lờ rồi quay lên cho cô chú anh chị xem nè. Nè cái đầu còn bóng lưỡng luôn. Ê trời trời trời. Gì ông? Nè. Cá này mới có vô rồi, cái đầu hơi chạy chạy một chút nè. Đó, rồi mấy thánh vô, mấy thánh nói rằng là Vũ bắt con cá này nè. Bỏ vô cái lờ rồi quay lên. Nản thiệt chứ. Rảnh đâu mà lội mệt cũng gần chết luôn. Chủ yếu là quay lên chia sẻ cho cô chú anh chị xem, giải trí chơi. Thay vào đó thì mỗi tháng YouTube cũng trả cho Vũ được một số tiền nho nhỏ. Mà nó trả thành vấn đề gì đâu cô chú anh chị ơi. Nó chỉ đổi lại được khoảng chừng vài ký cá lóc này à. Đó, làm nguyên tháng mà chỉ được vài ký cá lóc này cô chú anh chị nghĩ ơi. Mình bắt cá lóc này mình bán ngon hơn không? Nhưng mà mỗi cái chút ít mình góp chút đỉnh gì đó. Nhiều người không biết rồi người ta nói cái này kia là thấy. Biết là Vũ mệt quá, nản cuộc đời luôn á. Ốc bu nè. Biết rằng là miệng thiên hạ người ta muốn nói gì nói. Mình không nên nghe nhưng mà nhiều câu áp lực quá. Áp lực nặng nề quá. Quay rồi tối về còn thức đêm thức hôm. Rồi biên tập video, chỉnh sửa video cho cô chú anh chị xem. Vậy mà nhiều người ta nói này kia nè. Nói tới mình thôi, còn nói tới gia đình, vợ con mình nữa. Nhiều cái nó ác độc lắm cô chú anh chị. Ví dụ mình làm này kia rồi tự nhiên cái gũa con cái mình. Ôi thiệt chứ Vũ giết nản luôn. Không biết nói câu nào. Nói cho chia sẻ cho cô chú anh chị xem á. Thì mấy ông nội bàn phím vô, ông nói rằng là ai cũng vậy mà vô mày than làm gì, phải con ên mày đâu. Cái cũng mắc cười. Nản quá. À, Vũ lội vừa tới nhà nghe cô chú anh chị. Đây còn gắn tổ chán nãy nè. Giờ sẽ Vũ sẽ đi tắm cái. Rồi lên làm đồ ăn cơm nha. Đó. Cá nè. Quá ngon. Tắm cái mới được. Điện hồi là nó tăng lên mấy nữa. Cái con rắn này cực kỳ mập luôn nha cô chú anh chị. Coi nè. Cái lớp mỡ của nó nè, cái này nè. Hết sức cái đùm mỡ rồi. Ngon. Quá trời luôn. Vợ Vũ đang cháy ngoài tỏi chồng chuẩn bị làm thịt rắn này nè. Nó cái đùm mỡ đó thôi là thấy nhức nách rồi. Con rắn này hơn nửa ký nha. Trời ơi cái gan nó ngon. Hôm nay có món ngon luôn. Lâu lâu có hàng ngon đâu có ấy được. Con này bán đâu có nhiều tiền đâu. Nhưng mà ăn thì thịt nó ngon.
cái gan nó mà bị lớn nè. Hết hồn không? Cái này cháy mỡ tỏi sẵn rồi cho nên mình không cần cháy con rắn đâu. Rồi cho vô luôn. Ui trời, tỏi nắp. Đây là cái gì con rắn Vũ cũng không biết nữa. Lấy đại luôn, bỏ uổng. Rồi đại lên cho nó hầm. Cho muối vào. Tự nấu tự ăn mà. Bột ngọt, đường, gắn nó cũng săn lại nghe cô chú anh chị. Bây giờ Vũ cho đủ rồi luôn. Những cái nồi bắt quá, đu đủ này mà được đu đủ da vàng đỏ ăn mới ngon. Cái này nó còn non màu trắng, nhưng mà không có thì chơi luôn. Vô nhìn cũng xịn sò ấy. Đừng mở này, hồi quất một cái là tới luôn. Rồi xong, giờ chỉ cần đậy lại chờ nó chín là lụm. Bắt hết đi. Hôm con tới sáng luôn chưa ngủ. Nguyên đêm hôm không ngủ được gì. Nhỏ này nó ăn dưa leo nè, nó ngủ nguyên đêm, nó ói dùm lum hết chứ. Nó nguyên đêm nó hành con ngủ không được luôn. Sáng nay không nấu đồ ăn cơm luôn. Tự nấu cái này, là Vũ tự nấu nghe cô chú anh chị. Mình tự nấu, mình tự xử, mình tự ăn luôn. Rồi mà đem ra nó chê cho nó nhịn luôn ha. Nó xịt khói luôn rồi cô chú anh chị ơi, chắc được rồi đó. Cui đấy, hấp dẫn, hấp dẫn chưa. Rồi bây giờ múc ra ăn thôi cô chú anh chị ơi, đói bụng rồi. Rồi nè, cái phanh nó đã chưa nè, đùm mở đây. Rồi còn cái gan đâu nữa, gan đã, cái đuôi nè. Nó chứ con gắn nước vào bự bự cái này chạy lờ nó, hôm nay Vũ ít thấy lắm nha. Mới bữa nay được con hầm ăn cho phê. Rồi như trước đây, đậy lại cho nó hầm hầm thôi lại. Dạ, rồi ra thưởng thức cô chú anh chị ơi. Tới giờ cơm rồi. Người ta ăn cơm sáng giờ này, 1 giờ mấy rồi mới ăn cơm sáng nè. Chấm với nước mắm nha. Đấy, con này là thịt kho. Thịt kho hôm qua còn hâm lại ăn. Đây, Vũ mời cô chú anh chị mình thử miếng nước nè. Nhìn thấy là phê rồi đó. Nước tới luôn. Nó ngọt, thử miếng là đủ rồi. Ói nguyên hôm giờ có sức mồ hôi nè. Bành nó báo á, nguyên đêm nó làm ngủ không được luôn. Mắt chạy cái giỏng thuốc sau hè nằm á, mũi cắn muốn chân chết. Ngon. Ê, mời cô chú anh chị mình miếng gắn nước. Gắn nước mà con này đâu có nhỏ đâu. Nét đi. Đấy, nét rồi đó. Nhìn cục thịt gắn trắng nõn không? Đã, nè. Về chưa? Quét vô nước mắm vô đây cái nữa. Đó.
cho nó thấm thấm cái ha. Gắn này thịt dữ thiệt, gắn nước này cỡ này cái này cho lên là thịt nè, con còn tầm nửa ký cho lên là ăn bao ngon luôn. Ngon mập, mấy con kia ăn hổng như sữa găng không? Trời ơi, nó ra mồ hôi kìa, húp bên này nhiều nhiều vô nè cho khỏe nè. Ăn ăn gắn mình phải bóc mới ngon nha. Đây Vũ mời cô chú anh chị mình nè, như gắn lâu mới đừng con hầm ăn cho đã. Cái này mà đu đủ này nó tại nó xanh quá chứ mà nó vàng vàng hay là đỏ hồng hồng ha, mùi nó, thơm nói bên mẹ còn nhưng mà uống ngọt rồi. Ngăn nước này đó Vũ bắt có bắt được con 1,4 kg gắn tổ chán luôn, về nó ăn một cái béo. Mấy ông kia hỏi mua quá trời mua về hầm nhậu á, Vũ không bán, đem về hầm ăn trời đã. Con gắn nước nè, thịt nó với thịt con hổ hành nó tương đương với nhau, hổ hành bự á, nhưng mà tại sao con gắn này nó rẻ mà hổ hành nó mắc, Vũ không hiểu. Nhưng mà thịt con này nó ngon cực kỳ luôn nha, chứ không phải nó thua hổ hành đâu. Cảm nhận cái sơ thịt nó cứng hơn của hổ hành. Ừ. Con hổ hành nó đã hơn. Ừ, hổ hành nó bổ. Ừ. Con này chỉ ngon thôi, nó không bổ. Không bổ mà ít. Ừ. Chờ mỡ của anh nè. Ừ, bút mỡ đã. Trời, sáng giờ mới có miếng gì vô trong bụng luôn. Quá mệt mỏi. Mệt là than, dưa leo mà ăn cho cá gỗ. Ăn sống á. Chơi cái đầm ruột gắn ra cho đá ra nè. Quận xịn luôn nè. Đầm ruột này chắc cỡ 3-4 cốc cụ chứ. Nhưng mà hôm nay không có rượu, chỉ có cơm trắng thôi. Ngon chưa? Cái này cái gì nó có nó nè. Nãy giờ vô không biết nè. Đó như cái ruột non hay gì, chơi luôn thử biết. Đây mời cô chú anh chị ruột gắn nha. Ủa không phải, mở con gắn này chắc tới luôn. Ăn rồi biết. Tại nó béo. Chơi miếng đủ không? Đã đang ở bụng. Mấy cục rồi? 2 cục. Chơi cái gan cái đã luôn. Ngon quá. Bé không? Húp nước này vô nó nóng nha cho nó khỏe. Bé mà bự. Mình giống trứng cá quá ha. Gắn béo, gan chập bá. Nói với gan hổ ngựa, bành bành bành. Thôi chắc Vũ sẽ kết thúc video ở đây ha. Chứ để quay hoài của chú anh chị nói ăn nhem nhem chết miệng nữa. Thì nói chung là hôm nay chủ yếu là bằng con gắn này, thịt nó luôn, thấy nó ngon quá. Thì chắc hẹn của chú anh chị mình lại lần sau ha. Thăm mà dính được con nào to hơn con gắn này nữa, mình làm cái khác, hy vọng là thế. Múc gần miếng ở đây, lụm.